trong rồi nè tội. Vô thầy. Cái lưới bị dính rồi thầy ơi. Hay quá anh ơi. Nhớ rồi nhớ. Cầm con máy 2 phút ngay. Cứ bỏ vô giặt đi hết tổ. Đi đường đi qua tiên ngành chịu. Hồi về có cắt ra không thầy? Có nghe tiếng của mình nói không? Hồi về hồi được lên Sài Gòn viết coi. Chạy lên Thái ơi, Tôn Thanh ơi. Chạy lên coi lại. Coi. Bỏ học người ơn vô nữa hả? Chắc là chưa á, chả ăn có ăn luôn à. Vậy là mình ăn trước xong cũng bơi rồi. Bơi trong trưa mới ăn bà. Bơi trong trưa mới ăn lên là còn xương á, mẹ không biết tao nói gì. Đãi đâu? Đãi lên mày là còn xương á. Có nắng á bà bơi chắc bị lụi luôn á thiệt á. Đèn nó bị kẹp. À, sợ bánh lụi quá. Anh này da gánh nắng mình sợ gì. Bánh lụi qua xíu cái hãng sao bà mình cái hãng em đúng không? Ừ, hôm qua cái xíu cái hãng sao tét cũng luôn rồi, cái hãng nó lủng luôn, cái hãng là xíu cái hãng xe á.
Uzi nữa. Ờ Uzi chứ không. Chị khắn lại quá. Chạy mà vừa khắn mà. Ví dụ người ta đá kìa. Ví dụ em đã chạy, 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 chạy số 4 đúng rồi. Yeah. Anh chạy rồi. Chụp bu ca. Thử rồi nó luôn. Rõ rồi. Rồi chạy rồi xong rồi. Chạy rồi. Chạy rồi đó. Bị chạy luôn hả? Chạy luôn hả? Đúng không? Chạy bự mà. Em dán rồi. Và mà mấy tỉnh, mấy tỉnh chạy. Nếu mà chạy trước chứ chị chạy. Mày bị mà. Mạnh hơn thầy luôn rồi đó. Con trẻ.
Chuyện lẹ đi. Chuyện đây. Khó chịu này, quý khó chịu khi quan chuyện, quý khó chịu. Con, đi. Ơi. Ôi, chân chân. Sức mạnh luôn, sức mạnh luôn. Đây đúng rồi, đúng không bạn? Đây mà dữ vậy. Làm nóng luôn. Dữ gì ta? Chỗ xung cái này. Dữ vậy. Không, không thấy đâu. Quan sức phạt nè. Giữa đâu? Giữa đâu? Kẹp đó.